vác trụ bê tông 7 người đi đường, 6 nghi can bị bắt. Tin từ Tiền Giang, nhậu say, một nhóm thiếu niên chơi ngông đã làm cho hai thanh niên bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Tài liệu điều tra của Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết là một nhóm khoảng 6 thiếu niên đã rủ nhau bê các trụ bê tông ở lề đường đặt ngang quốc lộ 50, nơi có đông người qua lại, thuộc địa phận của xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 2, hai thanh niên chở nhau trên xe gắn máy chạy ngang đã tông phải trụ bê tông té nhào. Tai nạn bất ngờ làm chiếc xe gãy đôi, cả hai thanh niên này đều té nhào, văng xuống đường bất tỉnh nhân sự. Hai nạn nhân là ông Lê Vĩnh Cường, 27 tuổi, cư dân thành phố Mỹ Tho, và thanh niên thứ hai chưa xác định được danh tính. Tính cho đến sáng ngày 22 tháng 2 thì có tổng cộng 6 nghi can bị bắt để điều tra. Công an Mỹ Tho cho biết là vẫn còn một người nữa đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Số thanh thiếu niên trên đã thú nhận rằng đã nhậu say rồi bàn bạc tính toán cách để quậy cộng đồng địa phương. Họ cùng khiêng cột điện đặt bê trong lề đưa ra giữa quốc lộ để gài bẫy người qua lại làm thú vui khi nhìn thấy người khác lâm nạn giữa đường.